Xin được kính chào tất cả quý vị gia chủ đang theo dõi Phong thủy Gia Cát. Lời nói đầu tiên xin gửi tới tất cả quý vị gia chủ lời kính chúc sức khỏe, tài lộc và bình an. Thưa quý vị, ngày hôm nay chúng tôi sẽ luận đoán tử vi chọn đời tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964 nữ mạng. Tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964 nữ mạng phần đông có vận thế tốt đẹp, tài năng bẩm sinh, có dịp phát triển mạnh mẽ. Người tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964 nữ mạng được trời phú cho khả năng làm ra tiền bạc. Vậy thì hãy cùng theo dõi nữ mệnh tuổi này sẽ có vận trình cuộc sống ra sao qua những đánh giá phân tích tử vi sau đây. Xin mời quý vị. Gia chủ nữ mạng Giáp Thìn sinh năm 1964 có cung mệnh thuộc cung Tốn. Mạng phúc đăng hỏa, lửa đèn nhỏ, xương con rồng, tướng tinh con rắn, bà cửu thiên huyền nữ độ mạng. Cuộc đời nữ mạng Giáp Thìn sinh năm 1964 có thể được khái quát qua bài thơ sau. Mời quý vị gia chủ cùng chiêm nghiệm, đoán xem số mạng Giáp Thìn, mạng hỏa, lò lửa ở quanh ngọn đèn. Thu đông sinh đặng khổ hèn, xuân hạ sinh thuận như đèn sáng trưng. Thuận sinh, con gái là nàng, gặp chồng mạng nhỏ chịu hàng đầu ngay. Giáp Thìn mạng hỏa như vậy, tuổi cùng với mạng hợp hòa tương sinh, có duyên vui vẻ hiền lành, tánh người điềm tĩnh không hay gian tà. Số người duyên nợ bền lâu, vợ chồng con cái yên hòa gia môn. Số có tu niệm thì hay, sống lâu hưởng phúc triền miên tuổi già. Tổng quan, nữ mạng Giáp Thìn có cuộc sống viên mãn hạnh phúc, mọi sự đều được như ý, công danh tiền bạc sáng lạn, rộng mở ở tiền vận và trung vận, đến hậu vận được thảnh thơi hưởng phúc. Những người này có số hưởng thọ từ 78 đến 91 tuổi, những người ăn ở lương thiện, làm nhiều việc tốt, tích phúc sẽ được gia tăng niên tuổi để vui vầy cùng con cháu. Tuy nhiên, không phải cuộc đời lúc nào cũng diễn tiến thuận lợi. Trong năm nay, bản mệnh cần phải chú trọng nhiều đến phương diện do tác động của đầu năm hạn tam tai. Nữ chủ có thể sẽ phải đối mặt với rất nhiều xui xẻo, khó khăn bộn bề, tâm trí bích an, tính tình nóng nảy thất thường, tiền bạc hao tốn, dễ bị mất trộm. Trong anh em thân tộc họ hàng có chuyện buồn, tang thương, đi lại dễ gặp khó khăn, tai nạn bất trắc, dễ bị thương tích, ốm đau, bệnh tật. Dễ gặp tai tiếng thị phi, dễ dính vào kiện tụng pháp luật. Để bản mệnh vượt qua được năm đầu tam tai bình yên, quý gia chủ Giáp Thìn nữ mạng sinh năm 1964 nên giữ tâm thái bình tĩnh, tránh khinh suất trong xử lý mọi việc. Bên cạnh đó có thể mang theo bên mình vòng tam hợp quý thần để trợ mệnh, chiêu đón tài lộc, may mắn, bình an. Trong phong thủy, tam hợp quý nhân là yếu tố quan trọng trong 12 con giáp. Năng lực của tam hợp khí được xếp vào hàng đầu trong các ngũ hành hóa khí, đả thông năng lượng ngưng tụ, thiên địa nhân khí, giúp hóa sát cải vận. Ở đây, nữ mạng Giáp Thìn sử dụng vòng tam hợp thân Tý Thìn là quý thần phù trợ cho tuổi của bản mệnh. Vòng được thiết kế từ gỗ huyết long hay huyết rồng, là vua của các loại gỗ, có khả năng thấu quang, cho ánh sáng xuyên qua, có mùi thơm đặc trưng, không bị phai mùi theo thời gian. Bên cạnh đó, vòng còn được kết hợp với ba viên đá mã não màu đỏ. Phía bên trên có khắc hình tượng linh vật quý nhân tam hợp, thân, Tý, Thìn. Hình tượng này có ý nghĩa chiêu mời quý thần trợ lực, thâu thu tài lộc. Đặc biệt, có tác dụng cực mạnh trong việc giải trừ năm hạn, thái tuế, tam tai. Hơn nữa, để phát huy công năng tối đa tốt nhất, vòng tam hợp trước khi đến tay của gia chủ đều được bao sái, tẩy uế, khai quang, nạp chú, trị lực, xem ngày giờ đẹp sử dụng cho từng tuổi riêng biệt. Các công việc này đều được tiến hành bởi các bậc thầy phong thủy nổi tiếng và có sự kiểm nghiệm cẩn thận. Vậy nên có thể nói đây chính là vật phẩm cá nhân giúp hộ thân trợ mệnh, mang lại bình an, may mắn, cực kỳ hiệu nghiệm cho thân chủ. Tình duyên. Chuyện nhân duyên của nữ mạng Giáp Thìn được phân chia thành 3 trường hợp như sau. Những người sinh vào các tháng 3, 6, 8 và 10 âm lịch có thể sẽ phải trải qua 3 lần thay đổi trong chuyện tình duyên mới tìm thấy được bến bờ hạnh phúc của mình. Những ai sinh vào các tháng 2, 4, 7 và 9 âm lịch thì tình duyên phải trải qua 2 lần thay đổi mới đến được với hạnh phúc trọn vẹn. May mắn nhất là những người sinh vào các tháng 1, 5, 11 và 12 âm lịch. Họ không phải trải qua sự thay đổi nào trong hôn nhân mà sẽ chung sống hạnh phúc đến trọn đời cùng với ý chung nhân duy nhất của mình. Gia đạo công danh. Gia đạo của những người nữ mạng Giáp Thìn được yên vui, hạnh phúc trọn vẹn. Ở tiền vận, có nhiều cơ hội thuận lợi cho công danh phát triển, sang đến trung vận sẽ gặt hái được nhiều thành quả. Sự nghiệp được tạo dựng dễ dàng và bền vững khi 40 tuổi, tài lộc ở mức khá, trung vận đầy đủ, hậu vận được thành thơi. Tuổi hợp làm ăn, Giáp Thìn nữ mạng nên lựa chọn những tuổi hợp với mình về đường tài lộc sẽ thuận lợi hơn cho công việc làm ăn. Đó là các tuổi Ất Tỵ,
Bính Ngọ và Mậu Thân. Khi kết hợp với những tuổi này, mọi chuyện sẽ được suôn sẻ, ít gặp trắc trở, thu về nhiều thành công và tiền bạc, mưu sự ắt thành, đại cát, đại lợi. Lựa chọn vợ chồng. Lựa chọn thích hợp nhất cho nữ mạng Giáp Thìn kết duyên chính là các tuổi hợp cả về tình duyên và tài lộc, đó là Ất Tỵ, Bính Ngọ, Mậu Thân, Tân Hợi, Nhâm Tý và Nhâm Dần. Kết hôn với những tuổi này, cuộc sống của hai bạn sẽ vô cùng viên mãn, tình cảm vợ chồng hạnh phúc và đường tiền tài công danh sáng lạn rộng mở. Nếu Giáp Thìn nữ mạng kết duyên với các nam mạng tuổi Giáp Thìn và Canh Tuất thì vợ chồng sẽ mặn nồng, thắm thiết, gắn bó, còn công danh tiền bạc sẽ gặp nhiều trắc trở, khó chạm được tới vinh hoa phú quý. Vì hai tuổi này chỉ hợp với nữ mạng Giáp Thìn về đường tình duyên nhưng không hợp về đường tài lộc. Cuộc sống sẽ túng thiếu và nhiều mâu thuẫn khi Giáp Thìn nữ mạng kết hôn với các tuổi không hợp về tình duyên và tài lộc là Quý Sửu và Tân Sửu. Hai người cần cố gắng và nỗ lực rất nhiều mới mong xây dựng được cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Vào các năm xung khắc trong đường tình duyên, đó là 18, 22, 24, 30, 34, 38 và 42 tuổi, bạn nên tránh kết hôn thì vợ chồng sẽ không bị chia lìa, xa cách. Nếu Giáp Thìn nữ mạng sinh vào các tháng 7, 8, 10 và 11 âm lịch sẽ gặp nhiều khó khăn trở ngại trong chuyện nên duyên vợ chồng. Tuổi đại kỵ. Nữ mạng Giáp Thìn không nên cộng tác làm ăn hay kết hôn với các tuổi xung khắc với mình, đó là Đinh Mùi, Kỷ Dậu, Ất Mão, Kỷ Mùi, Tân Dậu, Quý Mão và Đinh Dậu. Nếu kết hợp với những tuổi này, mọi chuyện sẽ gặp nhiều trắc trở, thua lỗ, thất bại, phá sản hay tình duyên dang dở không được bền lâu. Gặp tuổi đại kỵ, mọi việc phải hết sức thận trọng và đơn giản. Nếu chót lỡ yêu thương nhau mới biết phạm tuổi đại kỵ mà vẫn muốn tiến tới hôn nhân thì hai người không được tổ chức cưới hỏi linh đình, rầm rộ mà chỉ được làm mâm cơm cúng gia tộc tổ tiên để được chứng giám sẽ có cơ may chung sống với nhau đến trọn đời. Nếu tuổi đại kỵ là người thân trong gia đình thì nên thành tâm lập lễ cúng sao giải hạn hàng năm cho mỗi người sẽ giảm bớt được xung kỵ và tránh được tai ương. Ngày giờ xuất hành tốt nhất, thời điểm hoàng đạo cho Giáp Thìn nữ mạng xuất hành chính là giờ lẻ, ngày lẻ và tháng lẻ. Khi xuất hành vào giờ này, mọi chuyện sẽ vô cùng suôn sẻ, thuận lợi, gặp nhiều may mắn, thu về nhiều tài lộc, vạn sự như ý, đại cát, đại lợi. Bên cạnh đó, mang theo pháp khí phong thủy bát bảo tâm kinh cũng giúp gia chủ được bình an trên mọi nẻo đường, từ đó giúp mọi việc diễn tiến như ý nguyện. Pháp khí này khi mang theo bên mình như có Đức Phật, Hiển Linh, che chở phù hộ, độ trì cho sự may mắn hanh thông. Vật phẩm được chế tác từ bạc S999 là chất liệu được sử dụng nhiều trong phong thủy để kỵ tà. Cùng với đó là những ý nghĩa khác nhau trong lối thiết kế được các bậc thầy phong thủy lồng ghép vào. Mặt ngoài cùng chính là 8 pháp bảo của Đức Phật là vật phẩm cúng dường khi Ngài giáng thế. Bát bảo chính là biểu tượng của may mắn, bình an và tài lộc. Bên trong là ngũ bộ thần chú được khắc trên cánh hoa sen, biểu tượng của sự thanh tịnh, tịnh hóa nghiệp lực, mang lại phước khí cho gia chủ. Mặt sau có khắc chú, Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Theo truyền thuyết, khi Đường Tăng đi Tây Thiên Thỉnh Kinh, được Phật Bà Quan Thế Âm Bồ Tát trao tặng, có Bát Nhã Tâm Kinh bên cạnh, mọi việc được hanh thông giúp Đường Tăng bình an vượt qua mọi thử thách để đến được với Tây Thiên Thỉnh Kinh. Bên trên và vòng trong cùng chính là biểu tượng hoa sen, nơi tọa thiền của các chư Phật nhằm thể hiện sự thanh cao, tập trung trong công việc. Đặc biệt, để phát huy công năng tối đa tốt nhất, Bát Nhã Tâm Kinh trước khi đến tay của gia chủ đều được bao sái, tẩy uế, khai quang, nạp chú, trì lực, xem ngày giờ đẹp sử dụng cho từng tuổi sinh biệt. Các công việc này đều được tiến hành bởi các bậc thầy phong thủy nổi tiếng và kiểm nghiệm cẩn thận. Vậy nên có thể nói, đây chính là vật phẩm cá nhân giúp hộ thân trợ mệnh, mang lại bình an, may mắn cực kỳ hiệu nghiệm cho thân chủ. Diễn biến từng năm. Từ năm 20 đến năm 25 tuổi, đây là các năm có nhiều biến động trong cuộc đời bạn nên cẩn trọng về mặt tình cảm và cuộc sống. Năm 26 tuổi đến năm 30 tuổi, những năm này rất thích hợp cho việc nên duyên vợ chồng, mọi chuyện tốt đẹp hơn. Chuyện công việc cũng rất thuận lợi, thu về nhiều thành quả, cuộc sống thêm phần no đủ. Từ năm 31 tuổi đến năm 35 tuổi, chuyện công việc có nhiều triển vọng, tạo tiền đề để gây dựng sự nghiệp vào những năm này. Gia đạo êm ấm, hòa thuận, có lộc về đường tài vận nên tận dụng cơ hội sẽ thu được nhiều kết quả ngoài sự mong đợi. Từ năm 36 tuổi đến năm 40 tuổi, nữ mạng Giáp Thìn có hạn trong việc xuất hành đi xa vào những năm này. Những chuyện khác thì đều thuận lợi, nếu hợp tác kinh doanh hay thực hiện những dự định lớn sẽ gặt hái được nhiều thành công, giao thương tài chính với những người hợp tuổi sẽ đem lại nhiều tài lộc cho bạn.
từ năm 41 tuổi đến năm 45 tuổi, giáp thìn nữ mạng có vận hạn vào những năm này, gia đình gặp tai họa, tiền tài rứt áo ra đi, công việc không được suôn sẻ thuận lợi. Từ năm 46 tuổi đến năm 50 tuổi, mọi chuyện tiến triển tốt hơn vào giai đoạn này. Nhưng bạn vẫn phải đề phòng chuyện tiền tài, cần dành nhiều thời gian quan tâm hơn đến con cái. Cộng tác với những người hợp tuổi sẽ gặp nhiều may mắn. Từ năm 51 tuổi đến năm 55 tuổi, tài vận vào những năm này có phần đi xuống, nên dành nhiều thời gian hơn cho sức khỏe, bản thân cũng như gia đình của mình. Tình cảm giữa mọi người sẽ càng thêm gắn bó và khăng khít. Từ năm 56 tuổi đến năm 60 tuổi, sức khỏe suy giảm vào khoảng thời gian này, nhất là mùa đông, nên giữ gìn sức khỏe, vẫn còn nhiều cơ hội cho bạn ở phía trước. Thưa quý vị, hy vọng những chia sẻ về tử vi trọn đời tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964 nữ mạng trên đây sẽ chính là nguồn tư liệu hữu ích đối với tất cả quý vị. Vạn sự trên đời đều không thể nói một cách tuyệt đối, vậy nên những kiến thức tử vi trên đây chỉ mang tính chiêm nghiệm. Và số phận còn lại thay đổi như thế nào thì có thể phụ thuộc vào đức năng và tâm tính của mỗi người. Chúc cho tất cả quý vị chúng ta luôn giữ được sức khỏe thật tốt, lạc quan và hạnh phúc.